trên 4. Không phải, đó là một pha chút. Thường vì hơn nữa thì để cho các cầu thủ thích. Ok, ngoại binh của biên phòng. Cầu thủ rất xinh gái đến từ Quảng Ninh, trước đây đã thi đấu cho màu áo của Hải Dương. Chắn bóng tốt, đó là Như Quỳnh. Điểm bóng cho Quảng Ninh 2-1. Vừa rồi là Như Quỳnh đã chắn thành công Tú Linh. Bóng bay vào đầu của Tú Linh trước khi ra ngoài. Tuấn Long Trời Quảng Ninh năm nay đánh quay. Ok em ơi. Chuyển một tốt của Hồng. Như Quỳnh, cô gái đã lấy hai giải vạch ba tại Ninh Hiệp năm nay. Điểm bóng cho Quảng Ninh 3-2. Chuyển lại Mỹ Xuyên phát bóng. Và đặc biệt là hàng chắn của Lý Luyến và Bích Thủy. Những phụ công có chiều cao có thể nói là tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Không thể qua được tay chắn của Lý Luyến. Pha tấn công nhanh của Lý Luyến hay là Hồng Ác? Không phải, đó là một pha chuyền trước của Nguyễn Xuân. Điểm bóng cho Đức Giang 7-3. Bình Thủy phát bóng. Như Quỳnh đập bóng rất mạnh. Điểm bóng cho Quảng Ninh 4-8. Phòng thủ tốt của Thanh Liên. Vẫn còn. Không được và bà không được. Biên 4 Như Quỳnh vẫn còn. Hàng chắn của Đức Giang rất đắt. Sân 12-4 cho Đức Giang. Nhiều pha bóng là chuyền bóng xoáy tít thò lò lên nhưng không hiểu sao vẫn là hợp lệ. Đá bóng tốt của Tú Linh. Nhiều đội có ý kiến về việc bắt những pha chuyền bóng hai tiếng. Phát bóng rất mạnh. Chuyển một tốt của Thanh Liên không được. Có bóng lỏng tay, cơ hội phản công biên 2 của Đoàn Xuân. Không phải, biên 4. Thành công, đó là Như Quỳnh, đội trưởng 10-17. Đoàn Xuân hai chắn. Phá chắn thành công. 12-17 cho Quảng Ninh.
ít người xem quá đúng không? Pha chuyền vừa rồi lại không tới. Được. Tú Linh số 7 của Đức Giang đều là những cựu cầu thủ của Ngân hàng Công Thương. Trong trận Lý Nguyên 1m90. Chị cũng đã quay ra bắt chuyền 1 rồi. Tấn công nhanh của Quảng Ninh thành công. Trương Hiền điểm bóng cho Quảng Ninh 3-4. Thường Vi và tấn công 3-3 tầm rất cao, bóng cắm sàn. Phòng đánh như tranh thủ tập dượt để cổ vũ cho Quảng Ninh cũng được. Trên sân đang là 12-9, lợi điểm đang thuộc về Quảng Ninh.
con người và ngay cả cái tư duy bên trong của từng cầu thủ. Nôm na là Việt Nam bây giờ đang chú trọng đến kỹ chiến thuật, thể lực, nhưng còn cái ý thức, tư duy và những cái gì nói đạo đức thì hơi quá, nhưng những cái gì đấy của cầu thủ cần được quan tâm hơn nữa, nhất là những cầu thủ trẻ cần được chăm sóc hơn nữa, thì để cho các cầu thủ hiểu những vấn đề tập một tốt của Hoàng Đình đi được hết và có cái gì đấy sẽ nhanh tắt. Phát bóng mà anh nói đúng rồi từ em thấy ngoại binh của Thái chất lượng, đúng rồi, ngoại binh của Thái chất lượng, và có một cái lợi thế là bóng chuyền Thái Lan cũng đã cọ sát với bóng chuyền Việt Nam nhiều rồi, cũng gần như là tương đồng với mọi thứ. Cày bê tông không đau ối, Hồng Át phát bóng, Lê Thị Hồng chưa thành công. Tình mình em chào nha, ok chào em nhá, tại vì nhiều comment mình nhìn thấy qua ai mình chào mọi người thông cảm. 3-3 của Hồng Át chưa thành công. Lê Thị Hồng lần thứ hai chưa được. Tú Linh Trăng, Tú Linh tới đi. Tú Linh chắn bóng tốt của Đoàn Xuân, lần thứ hai của Tú Linh. Chắn bóng vẫn tốt của Đoàn Xuân, 2-3 chắn bóng liên tiếp. Điểm bóng cho Quảng Linh 17 đều. Anh ở đây tại sân mà anh cũng không nhìn thấy. Chúng ta cùng xem lại Lê Hồng nhá. Nhảy cao mà. Nguyên Xuân gõ bóng dài, phản công Lê Hồng. Ông phải xử lý ngay hai chuyền của chuyền hai Quảng Ninh, quá tuyệt vời. 19-18 cho Quảng Ninh. Định hướng có những cái gì đấy thuộc dạng tài năng và tố chất, kiểu lãnh đạo để dẫn dắt. Người có tầm thì lại chưa có tâm, mà người có tâm thì lại chưa đủ tầm. Đâm ra bóng chuyền Việt Nam vẫn còn hoay hoay rất là lâu. Chuyền tốt của Thanh Liên. Pha tấn công biên 4, gõ lòng tay Hải Yến, không được rồi.